ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានពីរវីដេអូពីរបៀបធ្វើកូននំប៉័ងសាបដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយស្រួយឆ្ងាញ់ញ៉ាំជាប់ចិត្តវិធីធ្វើក៏ងាយស្រួលគ្រាន់តែយើងចំណាយពេលបន្តិចហើយវាយម្សៅដោយដៃដែលយើងមិនមានម៉ាស៊ីនវាយម្សៅក៏យើងអាចធ្វើនំប៉័ងញ៉ាំបានដោយខ្លួនឯងដែរ Nên chứa cường xong rồi bỏ dưỡng miến Sao thơ nổm Tắc xô thòm đá sko xó mê nông băng nâng ẩm bờ Chia đầm bông dưỡng thơ ca chạm mà sao thơ nông băng cho chẳng đáy xâm rạp liên mà sao Đã ẩm bờ Mê nông băng Sko xó Nâng tắc trồn Bạn tốt mất dương trọ bó cường đại dương chạy châu không chẳng đại năng ai sọp châu khả nỉa. ម្សៅពេលច្របល់ទៅវាចូលគ្នាបែបនេះហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំប្រើវែកលែងកាត់ហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំធ្វើការប្រើដៃដើម្បីញីម្សៅហ្នឹង ពេលញីម្សៅក្នុងចណ្ដែករាងស្អិតបន្តិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ Vay mà sao nơi khăn ông thang mà đón đầm bây ở việc sửu tiên mà sao. Dương thua ca vay mà sao rồi biếp nít. Toa tay mà sao nông băng rồi bao dương sốt ban lộ. Hai ca vay mà sao rồi bao nên khi ông bạp nít nhưng khi ông bạp dạ bê mà phê nửa tì. Tơ mà sao nông băng rồi bao khi ông sốt ban lộ. ឥឡូវម្សៅនំប៉័ងដែលខ្ញុំវាយហ្នឹងបានស្វិតល្អហើយពេលវាយទៅគឺទាញលែងចង់ទៅមុខហើយឡើងស្វិតឯអ្នកវាយនេះក៏លែងមានកម្លាំងវាយដែរយើងទាញសាច់ម្សៅរបស់យើងមើលគឺវាស្វិតបែបនេះហើយអញ្ចឹងម្សៅនំប៉័ងរបស់យើងគឺបានហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការយកម្សៅរបស់យើងយកទៅផ្អាប់ទុក ការផ្អាប់ទុកហ្នឹងគឺគ្នាខ្ញុំផ្អាប់ទុករយៈពេលកន្លះម៉ោងដោយបិទស្កុតឲ្យជិតម្សៅដែលនាងខ្ញុំផ្អាប់ទុកកន្លះម៉ោងឥឡូវពេលហ្នឹងគឺវាឡើងបានល្អ បន្ទាប់មកយើងធ្វើការសង្កត់ម្សៅដើម្បីឲ្យខ្យល់នៅក្នុងម្សៅហ្នឹងចេញអស់ ការសង្កត់ម្សៅរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការកាត់ម្សៅជាចំណែកចំណែកដើម្បីបត់ធ្វើជារាងនំប៉័ង សាច់ម្សៅមើលទៅឡើងស្វិតល្អ ពេលកាត់សាច់ម្សៅរួចហើយខ្ញុំយកម្សៅដែលខ្ញុំកាត់ជាដុំៗហ្នឹងយកមកមូរធ្វើជារង្វង់មូលដូចជាបាល់ ការមុំម្សៅរបស់ខ្ញុំហើយហើយហើយខ្ញុំយកម្សៅដែលខ្ញុំមូរហើយហ្នឹងយកមកធ្វើជាទម្រង់នំប៉័ងខ្ញុំមានបំពង់សីយោជ័រគឺខ្ញុំយកមកលុញសាច់នំប៉័ងដើម្បីឲ្យវាស្មើគ្នានៅពេលដែលសាច់នំប៉័ងស្មើគ្នាហើយខ្ញុំយកនំប៉័ងយកមករកសាច់ម្សៅយកមករុំដើម្បីធ្វើជាមូរចេញជាទម្រង់នំប៉័ងខ្ញុំបន្តធ្វើរបៀបនេះរហូតដល់ម្សៅរបស់ខ្ញុំធ្វើអស់
lấy cá lún chiên nấm păng rồi bắc nhom nén nhom lún rồi rồi là hỏi chẳng dùng thưa cá dược đặt thác hai nhom thưa cá dược thăng dược mặc cào bơm mà sai đại dương thưa chiên tôm rồng nấm păng hỏi nắng đâm bay áp tốc rồi dẹp bay còn là mau tiệt rồi dẹp bay còn là mau tiệt cứ nấm păng rồi bao dương cứ ban lang là ổ dương thưa cá dược làm thay mui sầm rập dược mặc ve sạch nôm rồi bao dương ao prai khai chiên nấm păng ca vé sạch nấm păng bông pollen trời tại dược rồi bao một lọ dược mặc ve đâm bay còn ao bay mà sai pe vé sạch mà sai rồi hỏi dương dược tắc dược mặc bánh rư cọc bao lơ sạch mà sai nấm păng rồi bao dương đâm bay ao việt sai môn năng dược tắc đọt môn năng thưa ca đọt nấm kiếm thưa ca bạc mà sân cầm đáy cháo rồi dẹp pe đọt nhật tỷ nâng cầm láng pi rơi ha sập pe đọt lược đâm bông nên kiếm đọt rồi dẹp pe đọt pram nhật tỷ nơi bề đại ban đập ram nè ti, cai mơ cứ nén nhóm ban tắc viêm xả, ban to mơ nhóm ban thay một giải bề ram nè ti tiệt, ca đốt nấm păng rồi ban nén nhóm para một giải bề mà pay nè ti, một giải bề mà pay nè ti năng cứ sầm rập mà sân nhóm. À lâu nấm păng ban cho ăn hỏi còn tập bạc mau mưa tới tùm nướng là bông pon mưa nấm păng đôi chia nấm păng rồi bắc kê nè lụa chip lòng xuôi mưa tới lòng tùm nướng hao chăng ngành cầm pon tại cái đai dược nấm păng do mặc cả tang cái đai bông pon bông pon ai xa là bông thưa vị thi nị ban thưa nhâm để clon ai chăng ngành hao ấy miên là mai tiền xong ở con bông pha ôn ban mơ video bị đặc biệt phơi nấm păng sa và bao niên khi nhóm tăng bị đam video là hỗ trợ trong video xong ở con bông pha ôn.